Mình đang lên xe điện nha mọi người. Lên xe điện để đi lên cột cờ. Đằng trước đó có cầu thang á, bây giờ chắc là cầu thang hết nổi rồi. Cho nên mình quyết định là sẽ đi xe điện lên cột cờ. Mình đang đi lên cột cờ nha mọi người. Đi chừng chắc mấy chục bậc đó thôi à. Lạnh quá, lạnh quá. Mệt quá. Không thể rồi. Không thể rồi. Cuối cùng cũng lên được cột cờ rồi mọi người. Đây là cột cờ Lũng Cú, đỉnh đầu cực Bắc. Ở đâu là Trung Quốc ta? Không biết nữa. Có lối đi lên cột cờ nữa. Thôi mệt quá, chắc là không nổi quá. Chào mọi người nha, mình đang có mặt ở trên đỉnh cột cờ rồi nè. Mệt quá. Đây là lá cờ, đây là lá cờ Tổ quốc nha mọi người. Bến Tre anh nè, từ Bến Tre ra luôn. Thật ra cột cờ Lũng Cú không phải là điểm đầu Tổ quốc, mà điểm đầu Tổ quốc nằm cách cột cờ Lũng Cú hơn 3 km. Hiện tại thì chúng tôi đang trên đường đến điểm đầu cực Bắc. Rất may mắn là khi chúng tôi đến, đường vừa mới xây xong, vừa đủ một chiếc ô tô đi qua. Điểm cực Bắc thật sự được gọi là điểm đầu cực Bắc. Vị trí gần đầu dòng Nho Quế, nơi con sông chuyển hướng từ Đông Bắc sang Đông Nam để xuôi về huyện Đồng Văn, Mèo Vạc. Tuy nhiên, nó không phải là điểm đến phổ biến đối với du khách. Không ít du khách đến Hà Giang lần đầu nhằm điểm cực Bắc là cột cờ Lũng Cú, nằm trên đỉnh Lũng Cú, còn gọi là đỉnh núi Rồng. Hiện tại mình đang có mặt ở điểm cực Bắc. Đây, mình đã chạy xe từ Bến Tre ra tới đây. Phía dưới đây là sông Nho Quế. Để mình sẽ đi lên cái kia, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về điểm cực Bắc này nha. Ở đây sẽ có một cái đài quan sát nha mọi người. Điểm cực Bắc tức là cái cột cờ Lũng Cú chỉ là cái điểm mốc tham quan thôi, còn thật sự giáp ranh biên giới là nơi này. Bên kia dải đất là Trung Quốc. Thì đợi một lát mình sẽ xem cho các bạn coi cái hàng rào bên đó. Mình sẽ lên đây, mình sẽ quay cho bạn xem thấy. Đó, bên kia là hàng rào biên giới, còn đây là cột mốc. Wow. Đến được đây không phải dễ nha mọi người. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái cột mốc. Đây. Đây, Lũng Cú có vĩ độ, kinh độ, sát nhập cột mốc. Bên kia là Trung Quốc, ở dưới là sông Nho Quế. Bạn thấy đường biên giới Trung Quốc xây rất là dài nha. Vậy xây dài tới bây giờ. Họ xây hàng rào rất là dài luôn. Con sông Nho Quế bên dưới. 71 Bến Tre chào anh em Hà Giang cái nha. Do mình đến điểm cực Bắc á, là đã 5-6 giờ chiều rồi, nên trên đường về là trời sập tối, sương mù bao quanh đường đèo, đường rất là khó đi. Đèn mình là chiếu sáng dữ lắm luôn, nhưng vẫn không nhìn thấy được rõ đường đi. Mọi người thấy rất là nguy hiểm. Từ điểm cực Bắc về đến thị trấn Đồng Văn đó mọi người, còn cách đến khoảng 40 km. Đường đi rất là hiểm trở, đèn là không có. Có những đoạn xây chưa xong mà mình lại đi sai đường nữa. Cho nên mọi người có đến điểm cực Bắc thì lưu ý về thời gian nha, để quay về Đồng Văn ngủ.
phải vào DT182B.